từ những phiến đá vô tri vô giác, trụ trì chùa Phương Hậu thuộc xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã thiết kế một công trình hết sức độc đáo mà ai một lần ghé thăm cũng phải kinh ngạc. Với hơn 400 bài kinh được khắc tinh xảo trên 200 phiến đá hai mặt, đây còn được xem là vườn kinh đá độc nhất tại Việt Nam. Thầy Phước Cẩn trụ trì chùa Phước Hậu hay còn gọi là Tổ đình Phước Hậu cho biết, vào năm 2014, trong dịp được mời đi Myanmar tham quan, khi đến đây được ngắm nhiều ngôi chùa đẹp, đặc biệt những phiến đá khắc kinh rất độc đáo mà các chùa ở Việt Nam không có. Ý tưởng vườn kinh bằng đá cũng được hình thành từ đó. Khi về đến chùa, thầy đã bỏ công tìm cách khắc những bài kinh bằng tiếng Việt lên phiến đá, rồi quyết định làm vườn kinh Pháp Cú. Khi mà mình in trên đá để mình dựng ở ngoài vườn, để khi mà có khách tham quan đến, bỗng dưng người ta bắt chợt được một cái câu như kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lúc bấy giờ đó thì người ta đập vào mắt như vậy thì người ta nhớ lâu hơn mà khi mà mình đọc từ trong sách vở. Vào khoảng tháng 3 năm 2014, những phiến đá đầu tiên đã được chở đến ngôi cổ tự này. Dựa trên ý tưởng của sư thầy trụ trì sau 2 năm tạo dựng, vườn kinh khắc trên đá công phu đã hoàn thành. Vườn kinh Pháp Cú gồm 213 phiến đá hoa cương, khắc 423 câu kinh trên hai mặt. Các phiến đá được sắp xếp bố cục mô phỏng lá bồ đề xòe ra theo 8 hướng, tượng trưng bát chánh đạo. Trung tâm vườn là ngọn núi có 4 tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra, còn có một số phiến đá khắc thêm tiếng Anh bên cạnh tiếng Việt để khách du lịch nước ngoài hiểu được khi đến tham quan. Không dừng lại ở đó, trụ trì còn lên ý tưởng thành lập vườn kinh A Di Đà với 31 phiến đá được xếp theo hình đất nước Việt Nam. Đặc biệt, những dòng kinh được khắc nơi đây được dịch theo thể thơ Lục Bát, trong đó thể hiện rõ nét đặc trưng của ba miền. Và vườn kinh Bắc Truyền Trích Diễm với 15 phiến đá được dịch theo thể văn xuôi. Đầu tiên mới bước vô cổng thì người ta sẽ thấy cái sơ đồ hướng dẫn là bản đồ Bát Chánh Đạo. Thì người ta đi lần vô đây thì gặp trung tâm, đó là có 4 vị Phật bằng đá tượng trưng cho Pháp Tứ Đế. Rồi từ đó xá Phật rồi chúng ta đi nhiễu quanh, rồi tuần tự đi ra, đi theo hình dòng xuyến để cho người ta mới đọc hết cái bộ kinh Pháp Cú này. Có thể nói, các công trình kinh đá tại ngôi cổ tự này là những công trình Phật giáo vừa có ý nghĩa, vừa mang giá trị mỹ thuật cao. Đây là nơi du khách trong và ngoài tỉnh đến chiêm bái, thưởng lãm và nhận được nhiều bài học nhân văn sâu sắc. Kinh không có nằm trong tàng kinh cát, không có nằm trong tính cách hàn lâm nữa, mà nó gắn với đời sống, gắn với đời thường, gắn với cây, với lá, nắng, mưa. Đến với chùa Phước Hậu, người tham quan như đi lạc vào thế giới mang đậm giá trị đạo đức và nhân cách sống, hướng con người đến một cuộc sống hạnh phúc. Còn đối với những ai đam mê nghệ thuật, thì đây là nơi thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật từ đá ngay giữa vùng sông nước miền Tây.